Đo ở đâu bây giờ? Đến đây, đo ở chỗ tôi này. Ra bên ngoài đo. Được rồi đúng không? Này, của chính mình nữa. Jenny, nếu sau này cuộc sống của cô tốt, nhị thiếu, dưa hái xanh không ngọt. Cậu nói xem, ngay trước cửa, tôi không quen người chạy chiếc BMW đó. Chúng ta cứ đi thôi. Bạn, phải làm thế nào để móc túi tiền của khách hàng? Vẫn là, nghe tôi khuyên một câu, công việc ở nơi này không phù hợp với cô đâu. Đổi phải ai như vậy? Xe đón đưa thì không lên. Tay chút. Sau này anh phải chăm sóc cô ấy cẩn thận vào đó. Không có vấn đề gì, cứ để anh lo. Alo. Này, người đẹp. Quên mất chưa hỏi tên cô là gì. Đây là giám đốc Vương. Đây là bạn tốt của anh, Hoàng Tiểu Cương. Yên tâm, anh không để ý đâu mà.